Theo các ngân hàng, tình trạng lừa đảo giao dịch hiện nay ngày càng tinh vi, rất khó để khách hàng nhận biết giả mạo. Để tránh bị lừa đảo, nhiều ngân hàng đã tiếp tục đưa ra cảnh báo phòng ngừa và cách khắc phục, đặc biệt trong ngày nghỉ lễ vì phòng giao dịch không làm việc. Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cung cấp bất kỳ thông tin bảo mật dịch vụ như tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, mã xác thực giao dịch OTP hay mã kích hoạt ứng dụng Smart OTP, không truy cập trang web hai đường dẫn không đáng tin cậy. Ngoài ra khách hàng nên thường xuyên thay đổi mật khẩu truy cập dịch vụ ngân hàng điện tử hay thẻ tối thiểu 3 tháng một lần, không được chụp hình thẻ hoặc các thông tin thẻ gửi qua email, đưa lên các trang mạng xã hội, nên sử dụng máy tính thiết bị cá nhân và có sử dụng phần mềm diệt virus. Bên cạnh đó các ngân hàng còn khuyến cáo người dùng phải kiểm tra thật kỹ tên liên kết của ngân hàng cần giao dịch khi thực hiện các giao dịch trực tuyến. Trong trường hợp nghi ngờ đã bị lừa, người dùng nên tiến hành thay đổi thông tin tài khoản, mật khẩu, thiết đặt các cấu hình bảo mật cho tài khoản của mình sử dụng.